Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Adam Mobile. Mọi người mua máy thì liên hệ qua số Zalo 0344999456 hoặc địa chỉ Facebook fanpage là Adam Mobile. Chào mọi người nhé, hôm nay thì em có một Note 8, ở đây thì có tổng là 100 con nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 25 con một hàng này và có 4 hàng, tổng là 100 con nhé. Cái Note này thì có một bạn ấy ngày xưa bạn ấy mua nhà em, bạn ấy chạy app. Bây giờ bạn ấy nâng cấp hệ thống của bạn ấy lên, bạn ấy mua 100 con Note 8 của nhà em rồi. Bây giờ bạn ấy nhờ em bán giúp cái đám S7S này. Thì bạn ấy bảo em bán hộ cho bạn ấy là giá là 350.000 một con nhé. Thì bạn ấy, cái giá mong muốn của bạn ấy là 350.000 một con, nên là em bán hộ, nên là bạn ấy bảo bán bao nhiêu thì em sẽ bán cho mọi người bấy nhiêu thôi. Nên là cái máy mà em bán hộ cho bạn ấy này thì em sẽ không bảo hành cho mọi người đâu nhé, bởi vì em bán hộ em không được một cái gì cả, nên là em sẽ không bảo hành. Bởi vì nếu mà bảo hành nữa thì em lại phải bỏ tiền túi ra nữa thì em sẽ không bán. Nên là mọi người mua ấy, thì mọi người gần thì mọi người qua trực tiếp cửa hàng nhà em. Đấy, mọi người test, ok thì mọi người lấy. Còn mọi người xa ấy, em gửi, mọi người test, ok thì mọi người mới nhận, còn không thì mọi người không nhận. Đấy, thì như thế thì cho nó rõ ràng, chứ bây giờ em bán hộ bạn ấy, em không được một cái đồng nào, em lại đi bảo hành nữa thì em lại phải bỏ tiền túi ra thì em sẽ không làm. Đấy, thì ở đây thì em sẽ ưu tiên nhé, ưu tiên cho anh chị nào mà cũng đang làm app, bởi vì bây giờ có rất là nhiều cái hình thức kiếm tiền online bằng những con smartphone này. Nên là như bạn này thì thực ra bạn ấy mua máy của em nhưng mà em không biết là bạn ấy chạy gì, nhưng mà bạn ấy cũng là kiếm tiền online thôi. Đấy, bạn ấy chạy dàn 100 con, 100 con một mã này, nhưng mà bạn ấy chạy nhiều mã lắm, có cả những cái mã Note 9, Note 10 các thứ nữa cơ. Bạn ấy mua hoặc là S10 Plus, S10e các thứ, bạn ấy chạy rất là nhiều. Nhưng mà cái S7S này thì bạn ấy chạy, bạn bảo là giờ nó hơi yếu rồi nên là bạn ấy nâng cấp lên Note 8 để thay thế cho đám S7S này, nên là bạn mới bán thanh lý thôi. Nên là em sẽ ưu tiên bán tất cả 100 con này cho anh chị nào mà lấy tất nhé, bởi vì mua xô thì nó sẽ dễ hơn, bởi vì có những con ở đây chức năng của nó ok, có những con thì nó sẽ bị lỗi chức năng nhẹ, ví dụ như là lỗi mic này, mic trên, mic dưới, hoặc là nó bị lỗi loa trong, loa ngoài, hoặc là loa bị dè, hoặc là mất rung các thứ. Đấy thì nó chỉ bị lỗi những lỗi nhẹ thôi, còn ví dụ như là sim, sóng, wifi rồi nguồn thì nó rất là ok nhé. Với lại cái 350 này thì thực ra nó là giá main rồi, nhưng mà màn hình của đám này thì vẫn sử dụng được, nhưng mà màn hình của nó thì nó bị ám và bị sọc nhé. Đây em sẽ cho mọi người xem thử một số con. Đây, như con này này. Đó, như con này thì em có cho một bạn nhân viên nhà em test qua rồi, thì bạn có ghi một số những tình trạng ở phần sau lưng này. Đấy, như con này là ám mới bị sọc. Đấy, còn đâu chức năng thì là ok này. Đó. Đấy, ngoại hình thì nó cũng chỉ hơi xước nhẹ theo thời gian thôi chứ không có bị xấu quá đâu. Đấy, màn hình này. Đấy, màn hình thì không có bị vỡ kính đâu. Đấy, kính thì rất là bóng đẹp. Đấy, con này thì có một đường sọc chỉ nhỏ đây nhé. Đấy, đường sọc này thì nó là một cái huyền thoại của S7S rồi. Đa số tất cả những con máy S7S bị sọc thì đều bị ở cái góc này, bởi vì cái góc này nó là một cái góc chữ Y. Đấy, ở cái màn hình này, ở màn hình của S7S thì cái góc này nó gọi là góc chữ Y này. Đấy, thì cái Samsung thiết kế cái khung sườn nó bị nổi nên nó tì vào cái góc chữ Y này, nên nó dẫn đến đường sọc này. Nhiều con thì bóp vào trong đây nó có thể hết sọc luôn đấy. Đây, cái con này sọc với ám, nhưng mà để giao diện nền đen thì nhìn cũng khá là ok này. Đó. RAM của đội này là RAM 4GB hết nhé. Có những con thì bộ nhớ của nó là đa số là 32GB, nhưng mà có những con thì nó sẽ có bộ nhớ là 64 hoặc là 128GB, nhưng mà 128GB thì hơi ít, nhưng mà 64GB thì cũng khá là nhiều. Đây. Em sẽ cho mọi người xem cái bộ nhớ RAM của nó đấy. RAM của nó thì tất cả ở đây, bộ nhớ lưu trữ là 32GB này, còn đây là bộ nhớ RAM này, RAM là 4GB hết nhé. Màn đây em sẽ cho về mọi người về này cái nền trắng để em thử cho mọi người xem về cảm ứng các thứ. Con này thì nó bị ám ít thôi, đây có đường sọc như ám ít thôi. Đó. Đó, cảm ứng các thứ thì ok hết nhé. Đó. Không có bị chết điểm cảm ứng nào đâu. Đó. Em có cho nhân viên nhà em test qua rồi. Thì tất nhiên là cái này thì em sẽ ưu tiên cho anh chị nào lấy cả thôi. Còn nếu mà mọi người mua nẻ một con, hai con đấy, mà mọi người muốn chọn cây đẹp đấy, thì tất nhiên em sẽ phải bán giá cao hơn rồi, bởi vì nó sẽ phải cân với lại cái con máy xấu và nó lỗi nặng hơn. Đó, đây ví dụ như con này nữa, đây em cho mọi người xem con này nữa này. Đấy, con này thì nó cũng bị sọc chỉ nhỏ này. Đấy, nâng thì cũng khác màu. Đấy, có những con thì nâng nó cũng bị khác màu, và cũng có một số con nâng nó cũng bị vỡ nhé, hoặc là màn hình nó cũng bị bọt. Đấy, thì những con xấu đấy thì đấy, mọi người mua con đẹp thì tất nhiên là phải giá phải cao hơn rồi. Đấy là mọi người mua lẻ một hai con, bởi vì nó còn cân những con xấu đấy. Đấy, như con này thì màn ám nặng hơn này, cũng sọc chỉ như con kia, nhưng mà so với màn của con đen về lấy thì con này nó ám nặng hơn khá là nhiều. Đấy, nó lưu hình cảm ứng thì ok hết đấy, con nào cũng cảm ứng ok hết mà. Nếu mà mọi người ở gần, mọi người qua test trực tiếp thì tốt hơn. Đây, con này thì nhân viên nhà em ghi là sọc ám và chức năng thì ok này. Đấy. Đây, như con này nữa, con này thì sọc to này. Đấy, có những con thì nó sọc rất là to nhé. Đó. Có những con thì nó sọc nhiều hơn nữa cơ. Đó. Con này thì sọc rất là to này. Đấy. Như hai con kia thì nó chỉ sọc nhỏ thôi. Đây, xem con này nó có bị ám nữa không. Đấy. Con này sọc to nhưng mà không ám này. Màn thì rất là trắng. Đấy, sọc to nhưng không ám. Cảm ứng ok hết nhé. Và tất cả cái... như con này thì đây, sọc ám nhẹ thôi chứ không có bị lỗi chức năng gì. Thì mọi người mua thì mọi người cần những cái tình trạng như thế nào thì em sẽ cân giá cho mọi người. Nếu mà mọi người lấy một hai con, còn mọi người mà lấy xô được hết tất cả 100 con này thì giá đồng giá nhé, đồng giá là 350 một con. Thì mọi người có nhu cầu thì mọi người cứ nhắn qua Zalo số 0344 999 456 cho em nhé. Ok, cảm ơn mọi người nhé, chào mọi người.